Phật pháp nền tảng của sư chỉ hướng dẫn đến phần tùy niệm pháp thôi. Vậy sư có thể hướng dẫn một cách vắn tắt về đề mục tùy niệm tăng không? Thưa quý vị, đó, các cái bước chuẩn bị thì nó và những cái điều kiện cần thiết thì nó giống như tùy niệm Phật và tùy niệm pháp. Bản thân đề mục tùy niệm tăng ấy, nó cũng nếu mà giảng giải một cách đầy đủ nó cũng khá là tốn thời gian. Và do không có cái duyên nữa để mà sư tiếp tục cái phần thiền định, cho nên là nó tạm ngưng ở đó. Còn đối với những vị mà muốn thực hành đề mục tùy niệm tăng để gọi là cho đủ bộ đấy, thì quý vị tùy niệm đơn giản như thế này: chư tăng là những vị thực hành nghiêm túc và thực hành một cách đúng đắn trên con đường hướng đến sự giác ngộ giải thoát. Các ngài là những vị thực hành theo bát chánh đạo. Các vị là những các ngài là những vị thông suốt tứ đế, thông suốt con đường đưa đến sự diệt khổ. Các ngài là những bậc giới hạnh trong sạch. Nếu như chư tăng xét ra đủ thì có 4 đôi 8 vị, tức là tăng đã đắc đạo cùng quả tu đầu quần, tăng đã đắc đạo cùng quả tu đầu hoàng, tăng đã đắc đạo cùng quả a na hàm, tăng đã đắc đạo cùng quả a la hán. Chư tăng là phước điền của chư thiên và nhân loại, là những bậc đáng cho chúng sanh lễ bái cúng dường, là những bậc đáng cho chúng sanh dành những phần tốt đẹp nhất mà lẽ ra họ dành cho cha mẹ, thì họ có thể dành những điều đó cho chư tăng. Chư tăng là những bậc đáng cho chúng sanh làm tất cả các cuộc lễ với mục đích là hướng đến các ngài. Đấy, thì đó là một cách tùy niệm tăng rút gọn ha.